shop điện tự động, sĩkeoshop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩkeo. Ok anh em, và ngày hôm nay chúng ta đang đến với một trận đấu trên đảo Thiên Đường nhá. Lên trên cái con đảo anh em. Hôm nay thì mình sẽ quyết định là tranh nhà luôn với cái team này anh em ạ. Mày chạy đi em ơi, mày chạy đi em ơi, mày chạy đi em. Mày đùa với anh nhá, chạy đi em ơi. Ok, cái đồ danh này lên bảng đếm số đi em ơi. Tuổi gì hả em? Được rồi, như vậy là mình đã có được một kill hết sức là đơn giản anh em ơi. Nói chung là chẳng phải xoắn bất cứ thằng nào cả. Ok ok mọi người. Ở đây chúng ta có một cái khẩu Ska nhưng mà mình sẽ không chơi. Ok, ngày hôm nay cầm tạm cái khẩu Pharma đi. Và quan trọng là đây có cả AK nữa, mình sẽ chơi AK luôn theo yêu cầu của quý vị và khán giả. Ui đậu xanh. Thằng Tây Dũng kiểu nó bắn gắt quá anh em ạ, mình lại sợ nó quá cơ. Ui phía sau. Phải cả nồi, được. Chung ngạn là thấy các cháu bắn là hơi bị được đấy nha. Ui phải cả trưởng anh em ơi. Từ từ nhá. Cái này là phải từ từ nha anh em ơi, từ từ kia. Tí nữa cho nó vỡ đầu luôn anh em. Yên tâm, không bao giờ phải xoắn với những cái đứa mà nó như thế này anh em. Phải cả trưởng. Tây Dũng cân 2 luôn. Được, gắt lắm anh em ơi. Và đây sẽ là cuộc chiến săn mạng, gọi là cuộc chiến so đo từng mạng một của mình với lại Tây Dũng này. Cái đậu xanh ra ngoài này cái coi. Ok ok ok. Vãi cả trưởng, mày làm sao? Mày làm sao? Mày làm sao? Vỡ đầu chưa? Dám chơi với anh này. Thanh niên này không biết tự lượng sức mình này. Yes. Ồ, như vậy là chú Ngạn đã có được 2 kill ở trong cái trận đấu này. Lâu lâu rồi tôi giả giọng chú Ngạn nói chuyện với anh em cho vui thôi. Không biết là anh em có thích nghe chuyện ma không nhỉ? Thì chú Ngạn sẽ kể cho các cháu nghe về một cái câu chuyện ma. Thật ra thì mình xạo trò thế thôi. Ok anh em xem video thì nhớ là hãy yêu thích video cũng như là các bạn share video hộ mình nhá. Cảm ơn anh em. Đừng quên khung giờ livestream của mình trên online 19 giờ đến 23 giờ hàng ngày. ID 4739 7760. Ơ phải cả trưởng. Mày dựng một keo à? Ui rồi ôi, tôi sợ công quá rồi đấy. A đù Dũng ơi, làm sao đấy Dũng ơi? Tình ăn hai à? Không chia cho đồng đội à? Thanh niên làm sao mà ăn lỉm một mình thế được hả ông ơi? Được rồi các bạn ơi, phải nói là lâu lắm rồi không chơi với thanh niên Tây Dũng này. Hiện tại thì mình Hoàng Bi Tây Dũng thì vẫn ở chung với nhau mỗi ngày một zoom mà. Đấy, hôm qua lười không like. Ok ok mọi người. Anh em nhá, anh em nói nhá, bảo là anh chơi AK đi. Thật ra là khẩu nào mình cũng chơi được à. AK này, Famat này, cũng như là Ska các kiểu M4A1 mình chơi được hết. Mỗi tội cái khẩu AN94 là mình cảm thấy hơi bị dị ứng. Nó được gọi là phế phẩm trong game Free Fire anh em ạ. Nó chả ra cái gì cả luôn đấy. Được rồi. Let's go nào. Chả hiểu sao dạo này tương tác kém thế, thì anh em chịu khó chia sẻ video hộ mình nhá. Mỗi bạn cho mình một lượt chia sẻ nhá. Không kiểu như này thì có mà tôi về quê nuôi cá và trồng thêm rau để sống thôi anh em ơi. Chứ làm YouTube thế này không sống nổi. Let's go. Thật ra là về cái chuyện mà anh em ở trên thị trấn này thì tôi lạ gì đâu, anh em cứ khô máu mà quất thôi. Đặc biệt là chơi team đua, mình chưa bao giờ kiểu mình phải nép vế trước đồng đội cả, lúc nào cũng cố gắng kiểu khô máu nhá. Hôm nay nha anh em, đoán xem tôi với Tây Dũng này đứa nào ăn được nhiều mạng hơn. Các bạn thử đoán xem. Được rồi mọi người. Nhiều khi game cảm giác nó nhạt nhẽo, VCH đơn giản là kiếm mãi không được có người. Nhưng mà có xe này, lấy xe mà chạy. Chúng ta lên đường. Ok anh em, nhiều khi mà khó khăn quá thì về nhà em nhé, không ai chờ đâu. Lấy xe mà đi săn mạng đi. Phía trên có người, ông đâm thẳng lên luôn cho tôi xem thằng nào nó gáy ở đây. Là bịt miệng nó lại luôn khỏi gáy này. Thằng nào gáy ở đây? Thằng nào gáy ở đây? Để coi, thôi xong mày chân trọt phải không? Mày chết với ông rồi. Chúc ngạ đấy con ơi, là chú. Chú chuẩn bị cho cháu sanh mộ mà chú lại không thấy cháu đâu. Chú ngạ đấy các con ơi, thằng nào ở dưới đấy? Thằng nào ở dưới đấy? Ở dưới đấy à? Úi dồi ôi, mày chạy đi em ơi. Ui mũ ba này, làm sao? Úi dồi ôi. Úi dồi ôi là úi dồi ôi, có mạng thứ tư rồi. Hôm nay kiểu chú ngạn gặp toàn mấy thằng kiểu ngáo ngáo nên là chú chơi game cảm giác nó cũng phải cả trưởng. Ngồi xe máy à? Cầm AK sấy hơi khoai tí nhưng mà ok, lên bảng đi mày, lên bảng đi. Đấy, anh em sấy AK bật tắt ống ngắm thì cái chuyện sấy bằng AK nó hết sức bình thường thôi. Và anh em chờ xíu xuống dưới coi.
Đây, hiện tại mình đang mặc nó là cái bộ trang phục mà anh em sau khi mở full cái thẻ vô cực huyết nguyệt hay là huyết quỷ gì đấy mà không nhớ, anh em sẽ nhận được cái bộ trang phục này. Nói chung là sống đáng đồng tiền bát gạo và cái bộ trang phục nó cũng ngầu, nó cũng ra dáng anh em ạ. Theo như cái cách mà mình cảm nhận là như vậy, không biết là anh em có thấy thẻ vô cực mùa này nó chát không, nhưng mà nói chung được, đẹp, khá là chất chơi người rơi. Đặc biệt là anh em thấy không, đằng sau mình đeo cái ba lô nó phải gọi là nó ở cái tầm chất. Đứa nào vậy? À đây, 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 đây. Anh tưởng chú trên trời kia, thực hiện đứng lại. Mày đứng lại cho anh, mày đứng lại cho anh. Đẩy xuống, đẩy xuống, đẩy xuống, đẩy xuống. Hay lắm, con chó ngao này. Mày hay lắm. Mày hay lắm. Làm sao đây? Dựng một kèo à? Tính dựng một kèo con chó ngao này. Tan tan và 6 kill. Ui, có cả scope đích này, ngắm đích này. Trang bị vào AK, xấy cho nó phê công ạ. Ok, 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 anh em chờ xíu nhá. Cứ phải trang bị vào, xây nó mới phê được. Và được rồi anh em, còn chần chừ gì nữa, lên xe và quẩy thôi. Cái dạo này thì mình lại thích kiểu chơi khô máu. Giam ba cái danh với mình đâu quan trọng đâu. Qua đây, qua đây, qua đây. Quan trọng là cái trận này mình kill được bao nhiêu kẻ địch thì đó nó mới là cái vấn đề chính các bạn ạ. Chú ngạ là chú chẳng sợ gì cả. Cái điều chú sợ là đi săn mãi nhưng mà lại không có người. Anh em có thích chú ngạn không nhỉ? Chú ngạn đấy các con ơi. Tôi cho một quả lựu lên trên này để check này. Lâu lâu xàm xí với anh em nói chuyện vui vẻ thôi. Và nếu như mọi người yêu thích video của mình thì đừng quên đăng ký kênh nhá. No xem chùa nha, no xem chùa nha. Bạn nào yêu thích thì nhớ đăng ký kênh nhá, không xem chùa nhá. Nào Dũng ơi, chú ngạn ơi, con ơi, lên xe đi, bây giờ chú ngạn sẽ chở con đến. Đi đưa đưa đi. Lúc đi hết mình, lúc về hết xăng. Tôi cũng kệ à. Hôm nay anh em có thích đi đu đưa không? Nhờ. Thôi lên trên này cơ không ạ. Dạo này công nhận là tay lái của mình nó cũng lên cao tí. Drip các kiểu, phải gọi là ok, nó ở cái tầm chất rồi. Thế nên là các bạn yên tâm đấy, thì chưa anh em, tôi đâu có sai đâu, the rip nó ở cái tầm chất. Thật ra tôi phanh lại thôi anh em ạ. The rip gì tầm này. được rồi. Như vậy là theo dự đoán của phóng viên Sĩ Kẹo đến từ đài truyền hình Việt Nam, có dự đoán là trận đấu này chúng ta còn lại khoảng 15 người chơi nữa và mọi thứ nó vẫn đang rất là easy, và chắc chắn là team Sĩ Kẹo ngày hôm nay sẽ cố gắng gọi là khô máu và để kiếm cho anh em được một cái trận top 1. Nhưng mà mình vẫn hơi cay. Này, có chó ngao nào vừa bắn vào xe của ông đây. Đứa nào đây? Lên tiếng hộ cái, đứa nào lên đấy? Đứa nào lên tiếng hộ cái? Chỉ còn là thật sự là mình hơi ghét mấy đứa kiểu ném đá giấu tay nhá các bạn nhá. Ném đá giấu tay là mình cho xanh mộ cả này. Bên này đúng không? Thôi xong, thôi xong, thôi xong, thôi kìa. Mày đứng lại. Ui, gặp anh ngày hôm nay là chú tắt điện luôn. Anh cho chú ngồi yên mà đẹp luôn. Dãy cánh ở đây luôn. À quên, gãy cánh anh em ạ. Người ta gọi là dãy đành đạch và gãy cánh. Như thế thì nó lại quá hợp lý rồi. rồi anh em. Nhiều anh em mới thắc mắc bảo là sao ta. À anh Kẹo năm nay anh bao nhiêu tuổi? Anh 20 tuổi nhá. Đấy là những cái chia sẻ của mình đối với mọi người. Mà công nhận mấy hôm nay lời dã man, mới đi du lịch Hạ Long về anh em ạ, lời dã man luôn thế. Không có làm, không có ra video nhiều cho anh em xem được. Sorry anh em nhá. Phải cả nổi công ấy. Fan này tôi làm mắc kẹt miệng con xe rồi. Lấy gì mà chạy anh em. Khoai thật đấy, khoai thật đấy. Lâu lâu kiểu mình chơi ngáo vãi trở nghe mấy mắc kẹt mẹ luôn con xe. Không sao. Thôi coi như là không có xe này, chúng ta đi bằng xe Căng Hải vậy. Đi bộ. Đi bộ chứ sao giờ anh em. Đây gọi là đi xe Căng Hải đấy. Căng Hải là hai cẳng mà. Vâng, và cái điều đáng lo ngại đây đây, còn lại 7 đứa đấy, không biết là chia như nào mình với đồng đội đây. Đứa nào cũng muốn để ăn nhiều kill đấy. Chả đứa nào muốn ăn nhiều kill cả, thế này thì chả biết giải quyết như nào. Thôi thì hôm nay tôi cố gắng khô máu nhá. Tôi sẽ cố gắng khô máu ăn nhiều kill hơn thằng Tây Dũng này anh em. Nó bắn thùng dầu với anh em ạ. Dũng cây dạo khỉ hả?
ông có mà dọa tôi bằng niềm tin và hy vọng nha, tôi đâu có sợ gì đâu anh em. Kinh nghiệm mình là chơi Free Fire 1.5 năm rồi, chơi mười mấy nghìn trận rồi, 15.000 trận rồi thì phải. Đậu xanh ra ba cái dọa bằng AWM thì mình đâu có sợ đâu Dũng ơi. Đừng chơi thế Dũng ơi. Vâng, mà chúng ta đang ở trong UAV. Phóng viên Sĩ Kẹo phát hiện ra là... À quên, có cả phóng viên Ngạn nữa thì phát hiện ra là chẳng có gì cả. Đây là về câu chuyện mà đang phán xét với anh em bảo là không có người. Thế mới khoai, tôi chỉ muốn chơi game trong một trận đấu nó phải gọi là cực căng, cực khô máu luôn cho anh em xem nó gắt. Đấy, chứ còn dăm ba cái trận rơm rơm thế này thì tính tiền gì. Chú Ngạ đấy các con ơi, và hôm nay thì chú Ngạ sẽ đến với cái vấn đề chính ở trong cái video này. Đó là chỉ còn lại có 5 người chơi nữa mà thôi. Như vậy là chiến thắng của chúng ta nó đã đến rất là gần rồi. Các cháu có nghe thấy chú nói gì không? Chú Ngạ đây. Ơ vãi cả, chữa mạch đứng đây. Dũng ơi, cay mạng rồi. Cay, cay thằng Dũng. Cay thằng Dũng nó cay mạng của mình. Xem keo anh em ơi, xem keo này. Cố ra này. Cố ra thì công nhận là chất đừng hỏi, súng thính mà anh em. Súng thính thì có bao giờ gọi là cùi bắp đâu. Cái đậu xanh này mày dựng bóng keo. Mày dựng bóng keo à? Thích dựng keo không? Hai đứa cả. Một đứa nóc này. Lên bảng, lên bảng. Cứu nhau sao nổi. Cho lên bảng luôn chứ giam ba cái thằng dâm dâm này. Để cho chúng nó sống dai là một cái quyết định sai lầm, nên là phải gọi là diệt cỏ tận gốc luôn anh em ạ. Còn một thằng nữa đứng đây chờ nó. Xem chú sống được bao nhiêu lâu ở đây. À, căng nhỉ, căng nhỉ, căng nhỉ. Ok ok, cái thằng nhãi danh này, để chú Ngạ sẽ xem là nó sống được bao nhiêu lâu ở cái chốn này. Ok mọi người ơi, nhấn lộn một nút cái đàn, game nó hơi lỗi lỗi thì anh em thông cảm. Ở phía trên à? Nó chạy lên trên rồi à? Hay là vẫn ở dưới vậy? Mình vứt mấy đồ ra ngoài nhá. Và quan trọng là lượm thêm một keo nữa. Bơm keo nó là một trong những cái trang bị cần thiết. Cháu ơi mày chạy đi cháu ơi, chú Ngạ đây rồi. Mày chạy đi để chú sẽ sấy cho mày SBL cháu ạ. Chạy lẹ đi cháu ơi. Chú Ngạ chú lại sợ cháu quá cơ. Hôm nay tôi vừa cùng với ông Ngạ sẽ cùng các cháu quẩy. Tôi sao thằng bé đây? Được rồi, hai thằng cuối. Lúc này còn lại hai thằng cuối nhá. Xem nào. Thôi cứ bơi qua đây cái đã anh em ơi. Ui, ngoài bom. Bơi lẹ. Không được cắt cho, bom nó cắt máu cho thì đừng hỏi tại sao anh em ạ. Đừng hỏi tại sao gọi là khóc giữa mùa hè. Thật kìa. Đây à? Đứng lại. Chạy này. Đứng lại em ơi. Ok, con dê này. Đẩy qua sơi nó luôn anh em. Chạy đâu rồi hả em ơi? Bên này à? Phải không ta? À đây. Cái đậu xanh nó chạy vòng quanh nhà. Ui, Dũng ơi là Dũng ơi. Ông chơi thế ai chơi nữa. Dũng đã ăn nốt cái mạng của mình rồi. Đang đuổi theo nó cay vãi cả trưởng anh em ơi. À, bây giờ 2v1 không chuột cũng què, mà nếu què thì thôi chắc là nghỉ chơi game đi nha em ơi. 2-1 mà cũng thua nữa thì đây, thằng cuối nhá. Mày chạy đi em ơi. Giúp sao thằng đá, rất là hên, mình có rất nhiều bom keo này, tha hồ để qua. À, bây giờ chú Ngạ sẽ để qua và chú Ngạ sẽ ăn nó luôn nha. Ui Dũng ơi đừng mà nêu em thế, địch nó sợ, địch nó ngay bên này thôi ông ơi, đừng chơi thế. Chỗ anh em với nhau cả để tôi ăn cái mạng này. Chú Ngạ đấy con ơi, đừng có trốn nữa. Trốn này. 9 kill top 1. Quẩy lên nào các bạn ơi. Kẹo chưa bao giờ làm anh em thất vọng phải không nào. Ok, mọi người xem video thấy hay đừng quên đó là hãy like này, comment những ý kiến của anh em. Và đừng quên đăng ký kênh nhá. Bạn nào chưa đăng ký kênh đi nhá. Cảm ơn anh em, bye bye mọi người.